Lời đầu tiên em mến chúc ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và đã đến với kênh Thảo Nguyễn City, cuộc sống Mỹ của gia đình em. Em rất chân thành cảm ơn tất cả cô chú và anh chị rất là nhiều. Em xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay em đang ở ngoài sân. Thời tiết hôm nay thì không có quá lạnh và có ánh nắng thì rất là đẹp luôn, cho nên em đang ra ngoài sân để ngồi ăn bánh mì rồi trò chuyện với cô chú anh chị nè. Và hôm qua đó là em có đi chợ đó mua cái sườn heo đó, rồi xong cái em mua ổ bánh mì á, tổng thiệt hại của em là $12. Hôm qua là đáng lẽ là mua cái miếng sườn á là 12 đô, mua ổ bánh mì nữa 2 đô, nó là 14 đô. Mà mình mà ăn thịt nhiều quá thì mình chỉ có béo thôi à, cho nên em không lấy miếng thịt 12 đô mà em chỉ lấy cái miếng thịt 10 đô thôi. Rồi đó, ăn ít một chút thì đỡ béo một chút. Rồi đó, lấy miếng thịt 10 đô cộng thêm cái ổ bánh mì là 2 đô ha. Hai ổ bánh mì này là đang on sale, ngày hôm qua là còn giá 2 đô, mà đi ngang á là em nhịn không nổi luôn, bởi vì là cái mùi thơm của bánh mì thì cô chú anh chị biết rồi đó, rất là thơm luôn á, cho nên là lúc mà mình đi chợ mà mình đói bụng á là mình tự nhiên là trong đầu là cái gì cũng muốn ăn hết trơn á, đi ngang gặp bánh mì cũng muốn ăn, đi qua gặp sushi cũng muốn ăn, mà gặp pizza cũng muốn ăn. Vì buổi sáng á là em không có ăn cái gì hết trơn á, rồi em đi chợ thôi. Thì thường là mỗi buổi sáng em uống một ly sinh tố rồi em đi chợ, cho nên vô trong chợ á, cái bụng á nó đói, cái gặp ổ bánh mì chịu không nổi luôn, nên em mua ổ bánh mì. Và tiền ngày hôm qua về là mắc làm sườn, xong rồi ăn cơm với sườn, kho với canh, rồi nói chung là ăn mấy cái món đó, nên ổ bánh mì em đâu có ăn đâu. Rồi qua tới ngày hôm nay á thì em mới ăn nè. Cái ổ bánh mì này á thì rất là mềm, rất là ngon, tới hôm nay thì vẫn còn là cái mùi thơm. Dạ thì hôm nay em mà ăn bánh mì á là em ăn bánh mì với sữa đó. Tự nhiên là sáng nay cũng chưa ăn gì trơn, là đang suy nghĩ là nói là thôi để lấy cơm ra ăn, mới chực nhớ là ổ bánh mì hôm qua mua mà chưa có ăn nữa, mà tại sao phải ăn cơm, tại sao không ăn bánh mì mà đi ăn cơm. Thì trong cái tủ của em sẵn lúc nào thì cũng có sữa đặc sẵn như thế này nè, thì em mới vừa khui ra luôn cái sữa đặc, cái lon sữa đặc này á là em mua ở trong Walmart. Ở nhà lúc nào cũng có sữa sẵn, tại vì hay ăn bánh chét sữa này kia đó. Rồi cái lon này á thì mua 2 đô đó, 2 đô thôi. Mà để em kể cho cô chú chị nghe, bây giờ vật chất ở bên em nè, cái gì cũng mắc hết trơn á, không có cái gì rẻ. Bây giờ đi chợ á là mua cái gì á cũng tăng gấp đôi hết á. Ngày xưa đi chợ 100 thì giờ đi chợ phải 200, còn bây giờ á thì ngày xưa ở bánh mì 99 sen, giờ thì phải 2 đô mấy. Là cái gì cũng mắc hết trơn á. Cái ở bánh mì của em, để em vừa ăn xong rồi em vừa tâm sự với cô chú anh chị. Ăn xong ở bánh mì á là em sẽ đi ra em làm cái vườn của nhà em. Em phải đi trồng, không phải là trồng, là đi bới cái đất lên sẵn này kia cho xốp, cho thành phảnh sẵn. Xong rồi em sẽ dẫn cô chú anh chị đi chợ. Cái chợ này rất là đặc biệt luôn, không phải là chợ Lô hay là chợ Home Depot gì hết trơn á. Thì cái này là một cái chợ mà rất là lớn nữa, một cái tên thương hiệu của cái chợ này luôn á, là bán về bông hoa, mà trong đó là bông quá trời bông luôn. Mà cô chú anh chị biết là em thì rất là mê bông, phải không, mê trồng, mê bông, rồi mê cây trái, mê này mê kia, cho nên em vô cái chợ đó là em phải nói là rất là thích. Cô chú anh chị biết em quên cái gì không? Em quên cái đồ mang để nói chuyện cho rõ, để em đi ôm lấy. Đó, em mới vừa chạy vô nhà em lấy cái này, thì không có cái này á là nói chuyện cô chú nghe không có được rõ ha, cho nên em mới vừa chạy vô lấy tức thì. Rồi đó, mặc 2-3 cái áo luôn. Ở mùa đông, ở xứ sở mùa đông vậy đó, mặc phải mặc nhiều áo, mặc 2-3 lớp luôn, trong lớp, giữa lớp, ngoài lớp. Nhiều lớp. Cái rồi á là em sẽ dẫn cô chú anh chị vô cái chợ này. Cái chợ này là chuyên bán về giống như là cây giống. Tới cái mùa này em làm đất xong á là em sẽ mua dưa leo, người ta ương sẵn á, lên cao tầm đây nè, dưa leo nè,
đậu đũa, đậu que như là cà cà tím rồi rồi nhiều cái loại cây trái mà giống như việc cho Việt Nam mình, cà ớt rồi đủ thứ cho lên tầm đây rồi. Xong lên như vậy thì em mua về em chỉ có gắm xuống thôi, rồi chừng một tháng là vọt lên, là bắt đầu qua tháng 7, giữa tháng 7 tới tháng 8 là có trái để mà ăn. Đó là em là thích mua như vậy, chứ em không có mua cái giống, bởi vì cái giống em ương á, em ương sao chết quéo trơn hả, không có được giống như là như người khác, người ta ương được, em ương không được. Em là không biết sao nữa, em ương xong có mấy cái con sóc cái gì xuống đào lỗ ăn hết trơn à. Em không biết cách bảo quản sao hết trơn, thôi em mua luôn cây giống vậy luôn, về bự sẵn rồi thì cái em trồng xuống thôi. Thì có khi sóc cũng lại ăn. Mà ở đây một cái là sóc rất là nhiều luôn á nha cô chú anh chị nha, sóc nhiều lắm. Sóc cứ bò xuống ăn, ăn sóc hoài luôn. Rồi á là em kể cái vụ mà đi mua đồ ăn ở đây đi. Hôm bữa em đi mua đồ ăn á, thì ngày trước mua đồ ăn á, trước Covid rất là rẻ luôn. Rồi bây giờ mà đi mua đồ ăn rồi rất là mắc. Cho nên là ăn cái gì mình phải ăn cho hết, chứ đừng có ăn rồi bỏ, phí tiền lắm. Cho nên là em đi chợ em mua cái gì mình cảm thấy ăn được thì mình mua, còn không có ăn được thì thôi mình đừng có mua, chứ mua chi. Đó là những cái mặt hàng á mà ở bên Mỹ sản xuất á thì sẽ không có lên giá nhiều bằng những cái mặt hàng mà nhập khẩu ha. Như là mấy cái mặt hàng nhập khẩu như nước mắm, nước tương, gạo gì đó nhập từ Thái Lan hay từ Việt Nam, tất cả đều nhập khẩu trong các nước châu Á mà nhập vô Mỹ á, thì những cái mặt hàng đó tăng gấp đôi, có thể có những cái món đồ tăng hơn gấp đôi luôn. Còn mà những cái mặt hàng mà sản xuất trong Mỹ giống như là nuôi gà, nuôi vịt hay như là rau cỏ này kia cũng tăng, nhưng mà chỉ tăng nhẹ thôi, chứ không phải là tăng đến như là gạo với nước mắm, nước tương, không phải như vậy. Cho nên là ăn những cái đồ mà giống như gà, thịt nè, rồi rau củ quả này kia thì cũng ok đi, trong Mỹ là ok hết á, như là cái gì mà trong Mỹ là ok. Còn ngoài nước á, là giống như bún, bánh tráng hay gì đó là đều lên giá, lên rất là nhiều. Em á, là không biết ở bên Việt Nam thì đồ nhập khẩu như bên nước ngoài nhập vô Việt Nam thì có lên giá giống như là ở bên Mỹ như vậy hay không, hay là đồ trong nước thì rẻ hơn rồi đồ nhập khẩu thì lên giá, thì mỗi cái nước thì khác nhau, em cũng đâu biết đâu. Lâu rồi em đâu có về Việt Nam đâu mà biết, cũng hơn 4 năm rồi em chưa có về Việt Nam luôn á. Thì hy vọng là YouTube của em á, mỗi ngày một phát triển đi, rồi em sẽ dẫn cô chú đi về Việt Nam. Chứ em thấy anh chị á, ai mà YouTube nổi tiếng rồi thì cũng về Việt Nam hết trơn á. Còn em thì chưa nổi tiếng nên em còn bập bềnh do đó thì em chưa có về được. Chừng nào em nổi chút xíu thì em mới trôi về tới Việt Nam. Cô chú ủng hộ cái kênh YouTube của em nha, cho em nổi lên tí, rồi cái em mẹ con em sắp hành lý đi về Việt Nam thăm gia đình rồi thăm cô chú anh chị ở bên Việt Nam luôn. Còn bây giờ thì em chưa biết là khi nào em về nữa, nhưng cũng đã 4 năm rồi thì em chưa có về Việt Nam. Thì đó thì là cái kinh tế sau Covid á, thì mọi người cũng hạn chế đi lại lại. Thì có những anh chị nào mà làm YouTube nổi tiếng quá tiện năm đi về nhiều lần để làm cái kênh mình cho phát triển, chứ còn em thì mới vừa bập bên thôi. Thì rất là hy vọng cô chú anh chị luôn đồng hành cùng em, ủng hộ cái kênh của em nha, càng ngày càng phát triển. Em sẽ cố gắng làm cái video thật hay nè, thật giống như là phải hay thì cô chú anh chị mới xem, đúng không? Còn mà không hay thì đâu ai thèm xem làm gì đâu. Thì em sẽ cố gắng thôi, chứ xưa giờ thì em cũng đâu có biết về cái mảng YouTube hay là làm cái gì đâu. Thì bây giờ thì em là thật sự là muốn chia sẻ những cái gì mà ở bên đây á, cuộc sống ở bên đây của người dân bình thường á như thế nào. Rồi chứ em thì em không có chia sẻ cuộc sống giàu sang hay là này kia được, thì bản thân em là một người bình dân, cho nên cái những gì mà em chia sẻ là thuộc về bình dân với cuộc sống đơn giản của cái người bình dân họ sống thôi. Còn nói về mà cuộc sống xa hoa thì em chưa từng
đi vào trong cái cuộc sống đó thì làm sao mà em biết để mà em chia sẻ được, đúng không cô chú anh chị? Cho nên là cái gì em biết thì em mới chia sẻ chứ, còn không biết đó thì biểu chia sẻ là chia sẻ xạo rồi, hỏi em không làm được điều đó. Nên cuộc sống bình dân thì em chia sẻ bình dân thôi, còn hôm nào em đi du lịch thì em sẽ chia sẻ những cái cảnh đi du lịch của em thôi. À, thì đa số là em như là cuộc sống hàng ngày của em là như vậy đó, cũng ít có đi du lịch lắm, đâu có thể nào mà có khả năng mà đi chơi hoài được. Thì mình còn có con cái mà, thì em á là nói sao ta, em rất là thương các con của em, em hy sinh về tất cả mọi thứ về cho con của em, cho con của em là giống như là đứng đầu á. Rồi như em á không phải là giống như là cuộc sống cũng phải quá nghèo đến mức độ mà phải đi lượm đồ cũ hay là về buôn bán đồ cũ hay gì đó, thì em thật sự ra là cũng không có phải buôn bán về cái mảng đồ cũ hay là làm ăn về cái đó, hay là mình chỉ có đi lượm đó mà sống, thì thật sự em không phải như vậy. Thì lượm đồ cũ là em muốn chia sẻ với ông bà cô chú anh chị để biết những cái người ở bên Mỹ này, người ta người Mỹ đó, người ta xài sang như thế nào, thì đó là những cái gì mà em biết được và em chia sẻ trong cái câu chuyện mà em muốn gửi đến với cô chú anh chị vậy đó. Còn về bản thân em á thì là cũng là một người cũng không phải là quá là giàu có, thì cũng có nhiều cô chú anh chị mà biết em á là nói là Thảo đại gia mà đi lượm đồ cũ. Thì không phải ở đây đại gia là em có da với xương chứ không phải là em đại gia. Nhưng mà thì em cũng không phải là quá nghèo nàn hay là khổ sở. Rồi do là em muốn chia sẻ những cái cuộc sống thôi, cho mọi người gần xa đều hiểu là như vậy đó. Còn em á thì tại sao mà em ở cái căn nhà cũ nát mà không chịu mua cái căn nhà mới để ở, thì đối với em thì cũng có thể là mua được cái căn nhà mới để ở chứ không phải là không được. Nhưng vì em á là tới có 3 đứa con lận, mà 2 đứa con lớn của em á là đã đi vào đại học, thì 2 đứa cháu á là đi học và ở xa nhà, không có ở gần nhà ha. Ở là một đứa là ở Boston, một đứa thì cũng đang đi học ở UConn và trong tương lai thì cũng sẽ về Boston luôn. Cho nên á em á mới dành dụm một cái số tiền đó để em mua nhà ở trên Boston cho con em nó ở, để mà con em khỏi có phải vất vả đi mướn nhà để ở, rồi người ta phải giống như là ở chung trại với nhiều cái người mà gọi là xe phòng á, thì tâm nha phức tạp. Thì con em là con gái mà, em đâu có muốn mà ở chung với bạn gái hay là con trai, rồi những cái người đó họ phức tạp, rồi cái con em cũng có thể là cũng bị ảnh hưởng hay sao đó. Thì em cũng muốn giống như là mọi cố gắng của em á để mua được nhà cho con ở trên Boston để mà cho 2 đứa ở đó. Thì đó là cái những cái mà giống như cái sự mong muốn của em là như vậy đó. Chứ còn em cũng có thể dùng cái tiền đó để mua cái căn nhà mới ở trong cái tiểu bang của em ở vẫn được. Bản thân mình thì ở sung sướng rồi, nhưng mà còn con mình thì ở đâu, ở xe phòng không lẽ ở hoài vậy? Thì ở nhà Boston mà con cái tuổi cỡ đó thì đâu có bao giờ mà tụi nó có thể sắm nhà hay là mua nhà nổi, bởi vì nhà Boston rất là đắt, chỉ có cha mẹ giúp đỡ thì con cái mới có được thôi, còn mà không giúp đỡ thì không có sao mấy tụi nó có được hết á, là trừ khi là mấy tụi nó phải có một cái công ăn việc làm ổn định thì tụi nó sẽ mua nhà được. Thì cũng có biết bao nhiêu người cha người mẹ để con cái tự lập giống như vậy chứ không phải là không có. Như bản thân em thì cũng đã để cho con cái tự lập 3-4 năm nay rồi, nhưng mà thì cần có cái gì thì giúp đỡ của nó. Thà là em ở cái căn nhà cũ một chút thì em cũng giống như là không có sao hết trơn á. Ta nói là hy sinh đời mẹ mà cũng cố đời con. Đó là chính là em. là cái cuộc sống của em là em thương các con dữ lắm, em muốn giống như là các con em phải có trước thì bản thân em có sao cũng được, không có sao hết trơn á. Em không muốn là
các con em phải như là cuộc sống khổ, bởi vì bản thân em thì cũng đã vất vả mới có, em không muốn con em có, nhưng mà tôi biết là như vậy thì sẽ không có tốt cho con cái mình, nhưng mà em cũng vẫn muốn làm cái điều đó cho con của mình. Em không biết là cô chú anh chị có đồng tình với em về cái câu chuyện này hay không, thì cô chú anh chị để lại cái bình luận đó cho em để em biết thêm, mà em giải quyết cái cách mà có nên đầu tư nhà cho con em ở hay là không, hay là em mua cái nhà mới để em ở cho sướng bản thân em, thì để lại cái bình luận ở bên dưới cho em để em biết em kịp thay đổi suy nghĩ. Tại vì chưa có mua nhà nên cũng không có thay đổi, vẫn cần kịp, không có sao hết trơn á. Hay là cho con tự lập đi rồi tự ở giống như là khổ sở như vậy đi, rồi sẽ biết, rồi sau này mới có cuộc biết khổ rồi mới biết với người ta, chứ còn cho sướng quá thì cũng sẽ đâm vào hư ha. Thì để lại cái bình luận cho em, như coi suy nghĩ của em có đồng tình với cô chú anh chị không, hay là suy nghĩ khác nhau. Thì với phần cái tuổi của em thì chắc là cũng còn nhỏ hơn cô chú anh chị rất là nhiều á, cho nên những cái suy nghĩ của em đôi khi là chưa có đúng á, thì góp ý em để dưới cái bình luận đó cho em ha. Trời, ra ngoài xong nói chuyện chảy nước mũi luôn. Gió có hơi thiêu thiêu lạnh lạnh á. Ở bên đây em có một ly nước trà đó, để em ăn một miếng cái đã. Có một ly nước trà nóng. Cái nước trà là bằng cái túi lọc trà Lipton á cô chú anh chị ha. Uống rất là ấm, nếu mà khí hậu mà trời xe xe lạnh lạnh như thế này nè, uống một miếng nước trà, ăn miếng bánh mì, chấm một miếng sữa đặc, ui ngon còn gì bằng. Đó là câu chuyện của ngày hôm nay á, là em muốn chia sẻ với cô chú anh chị là đó là cái câu chuyện của em như vậy đó. Còn nhà cửa của em thì thôi từ từ đi cũng được, nhưng mà em cố gắng đi sửa cái mái nhà cho khỏi bị dột. Còn ở trong nhà thì từ từ sửa cũng được, để dành cái tiền đó để em làm cái chuyện đó cho con em. Bây giờ mà em lấy ra em xài hết á, thì xài hết thì chắc đủ mua được căn nhà mới á, em có khả năng điều đó. Nhưng mà xài hết rồi thì lấy gì lo cho các con nữa. Cái số tiền mà em có được á, là em cũng dành dụm suốt 20 năm luôn á. Như là em á, là có cái tính là đi làm 10 nhưng chỉ xài 5 thôi, còn phải để dành 5. Dù có cái trường hợp nào đi chăng nữa mình cũng chỉ xài nhiêu đó thôi, không có xài hơn. Thì hơn rồi còn tiền đâu nữa mà lo cho con cái cô chú anh chị, đúng không? Cho nên là mình không thể nào mình xài nhiều được. Mình chỉ xài cái gì mình không có mặc quần áo gách, miễn sao lành lặn nè, rồi mình khỏe mạnh nè, thì có ăn uống thì cũng đầy đủ. Ăn, mình ăn đừng để cho mình mập quá rồi mua miếng thịt 12 đô hay là mua miếng thịt 10 đô thôi, mua miếng thịt 10 đô ăn cũng được rồi đỡ mập. Là cái suy nghĩ của em là vậy đó ha. Rồi thì đó là cái những cái chia sẻ của em. Bây giờ thì em chỉ nhớ tới nhiêu đây thôi, thì em chia sẻ với cô chú nhiêu đây thôi. Còn cái em sẽ chia sẻ tiếp những cái tập kế tiếp nữa, thì cô chú cứ đón xem và ủng hộ cái kênh của em. Thì em nhớ nhiêu thì em kể nhiêu, hôm nay thì em chỉ nhớ nhiêu đây thôi à. Rồi em phải ăn bánh mì, chắc cái bụng em cũng đói cho nên đầu em cũng quên, nó hơi lan man rồi, nên là ăn trước đi rồi em phải đi đi ra làm cái vườn. Sau đó thì em sẽ dẫn cô chú anh chị đi chợ nữa. Em á là sẽ đi, đây là cái bao tay của em nè, em sẽ đi qua bên nhà hàng xóm bên đây nè. Hôm qua em có địa rồi, là em thấy có một đám rau dại, mà bữa rau dại nhà em á là em ăn hết rồi, còn mấy cọng nơi que. Giờ em đi qua nhà hàng xóm nè, em sẽ hái rau dại ở nhà hàng xóm, em vô em luộc chấm nước thịt kho, sườn kho ngày hôm qua mua ăn. Bây giờ cô chú anh chị theo em nha, let's go thôi. Ok cô chú anh chị ơi, bây giờ bắt đầu em đi ăn cắp rau. ăn cắp rau mà la lớn lên như vậy chắc người ta bắt em á. Đó, bây giờ em đi ăn cắp nè. Đó, cái nhà hàng xóm kế bên nhà
ai biểu nhà hàng xóm có ra chi cho em qua em ăn cắp đó. Đó bây giờ em phải lội xuống cái đống củi này, tí nữa em sẽ thanh lý cái miếng vườn gần gần đây nè. Em lội xuống cái đống củi này đó, một cái đám rau dại, em sẽ đi hái một cái đám rau dại này đó, em phải lội xuống đây. Đó, xuống đây gần thôi, không có sao hết. Em mà gái quê mà lội đâu mà không được, lội qua sông còn được luôn, không chi lội qua cái hàng rào. Trời ơi, cái đám rau dại này non đó. Rồi xuống rồi, xuống được rồi. Bây giờ em qua đây em hái. Rồi cô chú theo em hái rau nha. Đó, một đám rau nè. Còn mà ở nhà thì em làm vườn làm nông vậy đó, còn đi chơi hả là không có nhìn ra em đâu. Đi chơi là không có nhìn ra em. Bây giờ em ăn cắp xong rồi, bây giờ em đi về nè. Đó, một gỗ quá. Em ăn cắp xong rồi à, em ăn cắp được một cổ rau rồi. Bây giờ ăn trộm, ăn trộm. Bây giờ trời ơi xong rồi. Bây giờ em đi về em ra em làm vườn đã. Vui quá, lẽ được gỗ rồi. Ok, bây giờ em đi lấy cái xẻng em ra em bới đất để rồi em dẫn ông chú anh chị đi chợ nữa. Trễ rồi, đi đón bà cũng con nữa. Ngay chỗ này là em có một đám dâu đó nè, em khỏi phải đi mua dâu gì trồng. Đây là cây dâu nè, dâu nè bây giờ đang bắt bữa mọc lên mà sao cỏ nó mọc nó lúm qua cái vàng dâu của em rồi. Bây giờ em đi ra em dọn cái chỗ này, biết bắt đầu từ đâu sao mà nó tùm lum hết trơn ở đây nè. Thì em dọn để em trồng rau, trồng chỗ cái đám rau này, là cái chỗ này là chỗ trồng rau của em nè, mà bây giờ nó cỏ mọc đầy hết rồi. Rồi bây giờ tới cái chỗ mà trời mê quá, trời mê luôn. Chết rồi, cái chỗ trồng dâu nè. Ừ ơi, nhà em có rồi nên không mua. Còn cái này là gì, chỗ cây cà, cà trái dài. Trời ơi, mua cái này gì trồng. Ủa này không phải cà, trời nó lộn. Em nhìn xa xa em tưởng cái cà. Rau cần chứ không phải cà. Thử tưởng cà đem mua rồi mà không phải. Như là mùa này chưa có mấy cái cà đó, chưa ương. Rau gì đây? Cái này là cà chua. Bên đây là cà chua mà còn chút không à. Đợi cho bự tí thì mua. Một cây như thế này á, một cây vậy thôi á, bán 3 đồng 49. Em thấy cà chua không à, chưa có dưa leo, chưa có gì hết á. Chưa phát, tháng sau người ta mới trồng ương cái đó cho bán cho mình. Cà chua không à. Còn bên đây thì coi, bên đây thì em thấy hành, dâu tây. Rồi bên đây là ớt quá trời luôn. Rồi em thấy chỉ có nhiêu đó thôi, ớt thôi. À có cà nè, cà mà cây còn nhỏ xíu à. Đợi bự bự chút đi rồi hả mua. Cà trái dài. Ồ, cà trái dài mới vừa mọc mầm ra nhỏ nhỏ không à, chưa bự. Còn ở đây ngò, còn ở đây là rau cải. Còn ở đây là đậu. Đậu này là đậu gì vậy ta? Em mua một cái đậu Hòa Lan này, một cái chậu vậy là 2 đồng 99.
Còn ở bên đây thì em mới thấy người ta bán rau lang. Rau lang 5 đồng 29 một dây. Wow, mắc à. Rau lang tím. Hết rồi. Em mua cái chậu này thôi. Dưa leo em thấy chưa có bán, em mua cái này trước. Ở đằng sau đây thì em thấy người ta ươm rau cải rồi nè. Cải 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 tím tím, cải ra tím tím. Rồi rồi, có cải gì không? 3 đồng 99 một chậu cải xà lách. Cải này cải nhỏ. Cải keo này cũng ăn tốt lắm á. Cái này cái gì không biết, cái này cái gì nữa, cái Mỹ nó có nhiều loại cải lắm. Cái này là bắp cải. Rồi có trồng bắp cải nữa nè, có bắp cải nè, 3 đồng một chậu. Ui, trồng xong là mấy cái bắp này ra nè, bắp cải. Cái này là red red cái gì đây, không biết cây gì luôn. Còn cái dây này là hoa leo. Bông này đẹp quá. Còn ở bên đây thì giống như là cây táo nè, cây cherry nè. Cây này thì cây bình thường thôi, còn cái cây này là cây bông cũng đẹp lắm cho mùa này. Cây này là cây táo. Cây táo này là cái trái táo táo nhỏ đó, cái trái trái nhỏ xíu à, ăn chát chát chấm muối ăn thì ngon. Hoa này nhà em có nhiều lắm, hoa này nè. Đất ở đây người ta bán
bao nhiêu một bịch đây? Em không thấy giá. À, giá bên kia kìa. Còn đây là bông. Ồ, người ta có trồng dâu nè. Cái này là dâu, nhà em cũng có dâu. Cái này là dâu nè. Dâu, mình mua về cái bắt đầu mình trồng. Cái này nhãi dữ lắm luôn á. 3 đồng 49 một chậu. Trời ơi, trồng hả? Xong rồi hả? Dung đất, dung phân lên đi rồi nhãi ra là nguyên một lùm luôn á. Nhà em có nguyên một lùm luôn. Giờ em đi vào bên trong coi người ta ương mấy cái cây chưa. Ương rồi thì mua. Đây, bên trong nhà nè. Ồ, bên trong nhà nhìn mới đã nè. Quá trời luôn, bông không? Ngập mặt luôn. Ồ, ở đây có cây chuối nữa. Wow, hôm nay chỗ này bán mấy cây chuối kiển này nha. Trồng mùa đông bên ngoài là chết á. Chỉ trồng xong rồi mùa hè là phải bứng vô trong nhà. Bứng tới bứng lui vậy á. Wow, cây chuối này người ta trồng bự ghê luôn vậy đó. Ôi, nguyên cây chuối luôn. Ôi, vô bên trong đây thích dễ sợ luôn đó. Cái chỗ này là em thích nhất. Như là Home Depot hay Lô á, vẫn có, người ta bán cây bán hoa. Nhưng mà không có nhiều bằng cái chỗ này. Chỗ này là chuyên cung cấp về hoa và cây trồng. Đẹp quá. Hoa này là hoa. Hoa này là cô chú anh chị biết rồi đúng không? Hoa lily, hoa gì? Hoa ly đúng rồi, hoa lily á. Bông không, mùa này là mùa bông. Em cho cô chú xem cây bông bụp. Bông bụp này cũng trồng ở trong nhà nha. Này là ba cây nhiệt đới nên trồng ở trong nhà chứ không có trồng ở bên ngoài được. Chỉ có mấy cái nhà bự, mấy cái nhà biệt thự á, mình mua về mình trồng ở trong nhà. Ngay chỗ nào mà có ánh nắng á, là mình để á, là sống dài ra hoa. Còn trồng ở bên ngoài là mùa đông xuống là chết liền. Bông bụp đủ màu hết. Hồi mỗi năm á, là em hay đi đảo á. Mấy cái đảo giống như Bahamas. Đảo thì miền nhiệt đới á, thì mấy cái cây bông này là nhiều lắm. Còn bên vùng nóng á, thì em nghĩ là có. Còn bên vùng em á, là cũng có nhưng mà phải trồng ở trong nhà. Nhiều quá. Mấy cây này là cây gì đó nhỏ, người ta ương quá trời luôn. Bông nhãn thọ, đúng rồi, bông nhãn thọ. Mà giờ mới nhớ, nhãn thọ. Cúc. Nè, dạng cúc dạng thọ nè. Mùa này là mùa Tết ở bên đây đó. Cả nhà ơi, hồi Tết Tết Việt Nam á, thì bên đây là tuyết không à. Rồi bắt đầu tháng 4, tháng 5 này bắt đầu là mùa Tết nè. Gọi là mùa Tết ở bên Mỹ nè. Là mùa này bắt đầu bông hoa mới mọc ra. Đó, người ta mới bán bông bán hoa cho mình mua về trồng. Chứ hồi Tết á, là bông hoa đâu có đâu mà trồng. Wow, bông này đẹp quá à. Quá trời luôn. Dạ, bây giờ video em xin kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video kế tiếp. Đủ màu sắc luôn. Cô chú anh chị yêu thương em, bấm chuông, subscribe, like và đăng ký kênh để bật thông báo mỗi khi em ra video mới. Dạ, bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Ôi, cái bông này nó đẹp. Nó màu hồng mà nó tươi. Mà tươi. Tươi rối luôn á. Bởi hôm nào mà cái mặt em tươi á, cũng tươi như hoa vậy đó. Trời, đẹp quá trời luôn. Quá trời là bông. 6 đồng 99 một chậu. Mấy cái bông này trồng xuống là năm sau như lên lại.